khó chịu quá, khó chịu quá. À, thật là thoải mái. Ủa, nhưng khoan, mình đang ở đâu thế này? Mình là loài gì nữa chứ? Hay quá, hay quá. Cuối cùng ngày đã nở rồi. Chúc mừng ngày chào đời. Chúng ta đang ở dưới nước thưa ngài. Ủa, ủa, tiếng ai vậy? Hả? À, các ngươi, không lẽ là cha mẹ của ta? Không phải, không phải. Tất cả chúng ta đều là Pokemon nước. Nhưng chúng tôi rất thấp hèn, chỉ là thuộc hạ của ngài mà thôi. Còn ngài vô cùng cao quý. Vậy hả? Vậy chắc có lẽ các ngươi là con của bà bán ve chai, hoặc là ông ăn mày nào đó chứ gì. Còn ta là con của vua chúa hả? Mời nè, mời nè. Thưa ngài, ở ngoài kia có rất nhiều kẻ thù muốn giết ngài. Do đó chúng tôi cần phải giấu kỹ danh tính của ngài. Nếu ngài có mệnh hệ gì, tất cả Pokemon hệ nước sẽ bị diệt chủng hết. À, rồi không lẽ ta ở đây suốt đời hay sao? Ta muốn ra ngoài kia đi chơi quá à. Không được, không được, ngài không được đi đâu cả. Phải ở đây để chúng tôi bảo vệ ngài. Nhưng bây giờ đột nhiên ta đau bụng quá đây nè. Ta sắp xoắn ra quần rồi, cho ta đi toilet một xíu nha. Chào các bạn, tôi là một sinh vật gì đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi chỉ biết tôi là loài Pokemon nước mà thôi. Vừa mới nở ra, tôi thấy rất nhiều sinh vật khác đang cố gắng bảo vệ tôi đến mức độ kèm cặp khiến tôi rất khó chịu. Thế là tôi cũng đã nghĩ ra một cách giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn đi mất. Tôi rất háo hức khi chui ra được thế giới bên ngoài này. Wow, thật là rộng lớn quá đi. Có vô vàn thứ trông thật là lạ lùng. Đói quá, đói quá. Hả? Ông đi qua bà đi lại, làm ơn cho tôi xin ít tiền ăn bánh đi. Đói quá. Thật là tội nghiệp quá đi. Này, này, các ngươi là loài gì vậy? Các ngươi cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ cho các ngươi nè. Bọn ta không cần tiền, bọn ta chỉ cần ăn thịt của ngươi mà thôi. Anh em, có con mồi mắc bẫy kìa. Mau, nuốt chửng nó đi. Hả? Lũ khốn kiếp, các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ muốn giúp các ngươi thôi mà. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng bọn ta là thực vật ăn thịt dưới đáy biển này. Bọn ta không tha cho bất cứ con mồi nào đâu. Dù ngươi có tốt, bọn ta cũng mặc kệ. Chết đi. Thì ra đây là một lũ chích tiệt lừa đảo, giả vờ làm ăn mày để tấn công lén đến bắt tôi ăn thịt. Tôi cố gắng vùng vẫy để chống trả lại bọn chúng, thoát khỏi cái miệng vô cùng sắc nhọn của bọn chúng. Tôi không ngờ cái cơ thể phi thường kỳ lạ này của tôi là có thể chịu đựng, thậm chí còn tiêu diệt, giết chết cả cái lũ cây thực vật này. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng tôi cũng đã thoát được ra ngoài. Khốn kiếp, một tí nữa là đoàn tụ với ông bà rồi. Thật may mắn quá đi. Thôi được rồi, tiếp tục cố gắng bơi xung quanh để khám phá thế giới này, rồi tìm hiểu bản thân tôi là ai, rốt cuộc tôi là loài gì, có đồng loại hay không. Loa loa loa, thịt tươi đây, thịt tươi đặc biệt thơm ngon đây, ai cần không, lại đi lấy miễn phí đi. Cái gì? Thịt tươi à? Đói bụng quá, đột nhiên bụng mình trở nên cồn cào. Hay quá, còn miễn phí nữa kìa. Này, này, làm ơn cho tôi một ít thịt đi. Hả? Lại là một con Pokemon cá nữa. Hay lắm. Lại đây, ta sẽ cho ngươi ăn miễn phí. À, anh em đâu? Lại có thêm một con mồi mắc bẫy nữa nè. Mau, tuôn ra xe xác nó đi. Không, không. Các ngươi làm cái chuyện quái quỷ gì vậy? Các ngươi nói cho ta thịt miễn phí mà. Bọn ta nói cho ngươi biết, trên đời này không ai cho không cái gì đâu. Chỉ là cái bẫy mà thôi. Gài. Đáng ghét, đáng ghét. Các ngươi lại lừa ta. Nó mạnh quá, nó mạnh quá. Không, không, dừng lại đi. Làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng, đừng ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi có thứ này. Lần trước chúng tôi giết chết một con Pokemon cá. Nó có một viên đá tiến hóa. Chúng tôi sẽ tặng nó cho ngài. Tha cho tôi đi. Tôi lại trở nên căm phẫn khi bị lừa một lần nữa, và sau đó quằn quại chống lại những hàm răng sắc nhọn của lũ cá mập ở đây. Và kết quả một mình tôi đã cắn xé tứ tung khiến bọn chúng bị thương cả bầy. Bọn chúng lúc này sợ hãi van xin tôi,
và tặng cho tôi một viên đá tiến hóa mà bọn chúng từng giết một Pokemon cá trước đây. Thế là tôi đã nhận lấy viên đá tiến hóa, người tôi đã thay đổi và trở nên lớn hơn. À, sao nhìn tôi giống như một con cá voi thế này? Chính xác tôi là một Pokemon cá voi. Thôi được rồi, tiếp tục hành trình tìm hiểu thế giới này, tìm hiểu về bản thân của tôi. Sau đó tôi ngó tứ tung, đột nhiên tôi thấy trên mặt nước có thứ gì đó lấp lánh. Không lẽ bên trên đó là một thế giới khác hay sao? Tôi lại tò mò và chính thức bò lên mặt nước. Wow, đẹp quá. Trên này đúng là một thế giới khác. Thật là tuyệt vời. Hả? Đằng kia, đằng xa kia, có những con thú thật là dễ thương, hao hao giống như mình vậy. Không lẽ tất cả bọn chúng đều là Pokemon? Hay quá. Để mình tới gần bọn chúng và hỏi về bản thân của mình là ai. Hả? Nhìn kìa, là một con Pokemon cá voi. Nó là hệ nước. Chắc chắn nó cùng với đồng loại của nó đã làm cho nước biển dâng lên, lấy mất đất của chúng ta, nhấn chìm nhà cửa của chúng ta, cuốn trôi thức ăn của chúng ta. Mau giết chết nó đi, trả thù cho loài Pokemon chết kẻ của chúng ta. Dừng lại đi. Ta không có làm như thế. Đau quá. Dừng lại đi, lũ khổ kiếp. Tôi cũng không hiểu chuyện gì. Vừa ngoi lên mặt nước vào trên cạn thì lũ Pokemon trên cạn này đã nhìn thấy tôi và tấn công tôi. Bọn chúng cứ đổ thừa tôi là làm cho mực nước biển dâng lên, cuốn đi tất cả những thứ mà bọn chúng có. Sau đó tôi đau quá, tôi phản công lại. Thật không ngờ miệng của tôi đã cắn chết hết bọn chúng. Không, tôi không cố ý. Chết tiệt! Người dám giết những Pokemon vô tội đó. Hả? Người là Pokemon cá voi thần thoại Kyogre. Thì ra người trốn ở đây. Ta tìm người đâu rồi? Đến lúc người sẽ trả lấy những gì mà người gây ra cho đất liền đây. Người là ai chứ? Đông quá. Ta không làm gì đến tội cả. Mình chưa chết hay sao? Là những Pokemon hệ nước đã bảo vệ mình. Sao bọn chúng chết rất nhiều ở đây vậy? Chúng tôi không tìm thấy ngài ở đâu nên đã cấp tốc đi tìm. Thì thấy ngài ở đây, mém nữa bị con Pokemon râu đành đó giết chết. Cũng may chúng tôi tới kịp, bầy loài của chúng tôi đã liều mạng khô máu bên đó. Cũng may là cứu được ngài. Ta xin lỗi các người. Nhưng mà con khủng long đỏ đó nói với ta, ta chính là Pokemon thần thoại cá voi Kyogre. Bởi vì ta mà thủy triều đã dâng lên. Có đúng là sự thật không? Đúng là như vậy. Nhưng trước kia diện tích biển rất lớn. Kể từ khi khủng long râu đành xuất hiện đã lấn biển để cho các Pokemon trên cạn sống. Loài Pokemon dưới nước bị mất mát rất nhiều. Khi ngày ra đời thì chúng ta mới lấy lại diện tích đó. Này không có lỗi gì đâu. Bao lên, ta ăn thịt con Pokemon khủng long lửa râu đành đó đi. Nó sẽ giúp ngày mạnh hơn. Rồi không ai có thể làm hại được ngày. Chúng tôi bảo vệ ngày tới đây là giới hạn rồi. Chúng tôi xin lỗi. Thì ra đó là toàn bộ sự thật. Tôi thật không ngờ tôi lại mang một nhiệm vụ trọng trách cho loài Pokemon hệ nước đến như vậy. Tôi cũng nghe theo những thuộc hạ của mình ăn thịt lũ con trâu đền đó và quay lại biển cả để hòng không ai có thể làm hại được bản thân tôi, và tôi có thể điều khiển mực nước biển để cho tất cả những Pokemon dưới nước này có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thời gian thấm thoát trôi qua rất nhiều năm, cho đến vài ngàn năm sau, người tôi lúc này cũng đã trưởng thành và tôi thật sự trở thành một Pokemon thần thoại cá voi. Nhưng có điều gì đó bất ổn ở trên mặt nước. Mau, nhanh lên. Chúng ta phải vận chuyển đất đá từ trong núi và lấp cái biển này. Chúng ta phải hoàn thành trong tháng này. Thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Là lũ con người, bọn chúng đang muốn lấp biển của mình. Khốn kiếp, bao dừng lại. Ta không cho các ngươi làm như vậy. Nhanh kìa, ở
trên trời có một con cá voi biết bay kìa. Không, không, tao báo cảnh sát đi. Tưởng rằng tôi sẽ sống yên bình dưới đáy đại dương và bảo vệ muôn loài sinh thủy vật ở dưới đó. Nhưng thật không ngờ, mấy ngàn năm sau, bỗng dưng loài người phát triển một cách vượt bậc. Không những bọn chúng chiếm tất cả mọi thứ trên cạn, mà bọn chúng cũng muốn xâm lấn và lấp biển để xây dựng thế giới của bọn chúng dưới nước. Điều này đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi nhanh chóng bay lên trên mặt nước và sử dụng sức mạnh của mình tấn công bọn chúng. Chết tiệt, nó đằng kia kìa, nó to quá. Thật không ngờ trên đời này lại có một con cá voi biết bay. Hả? Tôi nhận ra nó rồi. Nó là Pokemon cá voi triệt tiết Kyogre. Đúng là ta đây. Ta chính là cá voi thần thoại Kyogre, đứa con của biển cả. Các người to gan dám xúc phạm biển cả, đòi nuốt chửng biển cả để xây dựng thế giới của mình. Hôm nay ta sẽ thay mặt cho biển cả trừng phạt các ngươi. Chết tiệt, không hay rồi. Mau rút lui, ngừng các công trình san lấp bờ biển lại. Chúng ta đừng nên chọc giận nó nữa. Hãy để cho nó quay lại trở về nhà của nó đi. Mau rút lui. Sự tức giận căm phẫn, tôi cũng đã bắt đầu sử dụng khả năng của mình đàn áp và gây thương vong rất nhiều lên loài người. Bọn chúng vô cùng sợ hãi trước sức mạnh của một thần thánh biển cả như tôi, khiến cho loài người cũng dừng việc san lấp bờ biển lại. Tôi cũng không muốn cuối cùng diệt tận loài người, nên cũng nhanh chóng rút lui, quay về biển cả của mình.